mông mạch 2.1 nè, mông mạch có hai mảnh nè ha, đây mảnh nè, đây mạch này dạng DP Revert Eco chống hố nha các anh em nha, tầng chỉnh của nó này, này cái mảnh chỉnh nè ha, mảnh công suất này đó. Thì mình thiết kế hai mảnh rời cho các anh em, thiết kế thùng sách tay nha, mảnh chỉnh là đặt phía trước nha đó. Revert Delay Eco Mid Bass Mid Chép ha, Mid Gold ok nha, này là phần công suất này, nó ra sub này ha, anh em lắp cái sub 150W IC-TV 6D2 này, IC-TV 6D2 nó ra hai vợ tinh 80W cộng 80W ha. Thì với 80W mình lắp 3 tắc đôi ha, còn 38 đến còn 42 ha, đến ok ha. Còn nó sub này các anh em lắp 2 tắc rưỡi sub ha, miễn sao nó nằm trong phạm vi 150W đánh ok nha các anh em nha. À, mẫu này có in out nè, có live stream nè, điện thoại Apple thì mình cắm vô đây, Android thì mình cắm vô đây phát live stream, tai nghe nè ha, cổng OTG nè, hai cổng Vita, một cổng micro ha. Ok thì phụ kiện kèm theo đầy đủ cho các anh em hết nha, một adapter đã sạc, các remote, ba ngõ dây ra lo cắm bình ha, mẫu này các anh em phải sử dụng bình ắc quy nha. Đấy, mình kèm một cục adapter để sạc bình nha. Đây ok nha, rồi mình tiến hành thử cái mẫu mạch này trên thùng bát sấp 4 tấc ha, và vợ tinh là 3 tấc đôi nha các anh em nha. Đó, mình tiến hành thử nha nhạc các anh em, thử tiếng micro nha. Đây mình thử nhạc trước, đây ha, lắp micro đầy đủ hết nè, vỏ tinh nè. À, mình tiến hành thử phần sub trước rồi mình lồng vỏ tinh vô, mình kiểm tra cái ngõ sub nha. Đây mình rút vỏ tinh ra nè, rút vỏ tinh ra luôn nè, thử sub trước nè. Mình đang thử nhạc có tiếng luôn nha các anh em, để các anh em biết được cái tiếng sắp là các tiếng ở đâu ha. Rồi mình lồng vào tinh vô nè, mình thử hai trạng thái này các anh em dễ phân biệt nha, lồng vào tinh vô nè. Mình chuyển qua nhạc khác cho các anh em, mình để các anh em kiểm chứng nha. Nhạc có lời nè ha, nhạc có lời luôn á.
duyên nén trôi vào ánh sáng hồng tươi như đèn hoa, gửi bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm buông. Rồi mình thử qua một cái nhạc khác nữa nha. Đó mình phải thử các những nhạc khác dễ phân biệt. Đây, mục tiêu của mình là thử cho các anh em nó kiểm tra được cái 2.1 nó khác biệt như thế nào nha. Mình đã thử xong phần nhạc ha. Giờ mình tiến hành mình chuyển qua mình thử cái tiếng reverb echo cho các anh em. Nghe nó có tuyệt vời không ha. Ở đây mình sẽ tiến hành thử cái tiếng reverb echo này. Mình đang thử trên mic 533 mình có bán các anh em nha, của cái micro. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 6 8 9 1 1 2 4 5 6 8 9 1. Mẫu này có chứng thú đầy đủ hết các anh em nha. Mình thử tiếng đi vào. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 2. Cái mẫu mạch này nó tiếng như vật nó coi ở coi hơn nha. Hãy subscribe.
thì đối với cái mẫu mạch 2.1 này, các anh em mình hướng dẫn sơ về cách thiết kế lo ha, cách thiết kế lo nha. Rồi thì các anh em có thể đóng trên một thùng lo, đóng trên một thùng lo thì kết cấu mà đỡ mà hợp lý và đẹp á, thì các anh em dùng súp 2.5 vệ tinh 3.2 ha, 3.5 rồi đó, thì cái lo súp đặt chính giữa ha. Đó, còn một dạng kết cấu nữa là mình rút cái lo vệ tinh lại chút xíu là 2.5 lo súp là 2, thì như vậy là kết cấu nó là hợp lý ha, cho thùng nhỏ gọn hơn, mình có thể lúc đó mình xách tay được nha. Thì hai kết cấu đó mình các anh em có thể đóng nhiều cái dạng thùng khác nhau đó, thì mình chỉ các anh em có hai cái dạng đóng như thế ha, là 2.5 súp 3.2, 2 súp 2.5 đôi vệ tinh nha. Đối với mẫu mạch thì âm này thì âm thanh quá ư là tuyệt vời các anh em nha. Đây là một cái dạng mạch mới bên mình ha, đó âm thanh cực kỳ là sắc nét luôn các anh em nha. Đó, tiếng reverb lập trình là tuyệt vời luôn các anh em, chống hú hiệu quả cao nha. Đó thì ở đây mình thử sơ qua cho các anh em thôi ha, thì mình sẽ làm thêm một vài video thử tiếp tục cho các anh em nha. Mình kết thúc video tại đây.